Bây giờ bọn mình cùng đã yêu nhau xong rồi, đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời. Lần này thì anh chịu thua em rồi, em bỏ anh đi ngày xưa em thôi. Anh chưa đủ lại chưa tốt, một người đã bỏ rồi. Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Ngoan hiểu kệ mẹ anh chứ. Chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có yêu thương đã lọc cành vàng. Thân tôi mang kiến phu không được ngày vẫn bình an, nhưng đôi đua bóng meo vẫn mơ được trời bấm tay. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi cha, tay tay đôi cúc hầu vui như đi đầy bát. Đôi mắt nay phải muộn phiền, nhưng sao bao vấp ngã mới nhớ.
nay chảy hớt xiết, làm anh cứ tưởng là bên Mekong. Đã không cần phải theo khuôn khổ, không có điều gì là ràng buộc. Thế em hoàn thành nhiệm vụ đi khi mà chun quần này càng tuôn càng tuột. Nhẹ dáng này càng nuốt càng nuột, bằng chữ cái lại càng tuôn càng thuộc. Em sẽ là công tố của anh nếu như mà sau đêm em trụ được. Tuần trước Lưu Văn bơ si, tuần này nồi đá Lưu Văn bắt sen. Tây Ban Nha luồn tay xuống ôm em ở đằng hông hồng đăng. Phía anh luôn phòng căng, em đưa anh nâng tạ bằng mông. Dạ, nước này chảy hớt xiết, làm anh cứ tưởng bên bên Mekong. Dạ, không cần phải theo khuôn khổ, không có điều gì là ràng buộc. Thế em hoàn thành nhiệm vụ đi khi mà chun quần này càng tuôn càng tuột. Nhẹ dáng này càng nuốt càng nuột, bằng chữ cái lại càng tuôn càng thuộc. Em sẽ là công tố của anh nếu như mà sau đêm em trụ được. Tuần trước Lưu Văn bơ si, tuần này nồi đá Lưu Văn bắt tay. Bây giờ hãy nói nghe cuộc tình này sẽ đi bao xa, để anh được ở bên em và cuốn đi những drama. I'm falling in and out with you. Bây giờ thì em sao? I'm loose. 'Cause you're the key to my happiness. I just wanna be your baby. Oi, 初対面の人の前でその傲慢な態度はやめてくれ。カチーナが絶対に怒ったりしないと分かってるからって調子に乗って失礼な態度を取っていいわけじゃない。へえ、知ったことか。一体何様のツボ。おい、何するんだ。さて、こいつは閉じ込めた。みんな、すまなかったな。Cho ta người kia và ta sẽ cho người cả vương quốc. Không được, không được, chúng tôi không làm vì tiền. Vậy hãy cho ta được không và ta sẽ yêu thương nàng hết mức. Cũng được, thế người hãy mang về đi. Ôi đính mệnh cuộc đời mà ta đã kiếm bao lâu nay. Bây giờ phải làm gì Bạch Tuyết ơi, hãy mau thức dậy. Mang thật nhiều đồ nghề lại đây Bạch Tuyết, hãy tin ta. Lên rừng xuống biển trăm nghìn khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn, ta vẫn sẽ cứu nàng. てる金を引き起こして。動きが鈍いね。強盗を始めて。
I saw the river. Về đâu anh? Về bên anh. Tuy tao nghèo nhưng mà tao tốt. Tại vì làm người tốt là con đường cua gái duy nhất của mấy người nghèo như anh mà. Người giàu thì người ta có nhiều lựa chọn hơn. Lúc đó người ta vẫn chọn làm người tốt thì mới đáng trân trọng. Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó, hai mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to, muôn phần hơn anh, ôi rồi ôi, chán lùa. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh. Tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao, chúng mày đừng bao giờ cố gắng làm tao. Không được đâu, sói ạ. Mẹ mày không phải ngẫu nhiên, tao làm bố chúng mày. Cái điều đấy không bao giờ tự nhiên xảy ra, mà nó phải có cái gọi là sự logic nhất định. Chúng mày hiểu không? Anh muốn nói đó là em đẹp hơn hết bất cứ ai. Từ hôm nay em là số 1, còn gọi anh là hiếu thứ 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đối với em tệ quá. Là vì anh quá yêu đuối, chỉ tìm trong giấc mơ, một mình anh ngây thơ, chỉ là người đứng chờ, chạy đi đâu em ơi, chạy vào trong giấc mơ, một mình anh tìm lối, chẳng thể nào thoát ra. Nghe xong lời em trong trời, gần như hơn mấy lời có cánh để được fly như anh. Golden Monkey in the jungle, bên nơi chưa thấy con phố. Âm thanh luôn là căng dỡ, making masterpiece from my jumbos. A beat drop club banger, lên nhanh nhau cần phanh nhờ. Whole squad loaded up on top, bao nhiêu năm rồi ông kia cần remember. Trên đời yeah.